Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo.com và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiến tới một cái tính năng để các bạn có thể tách vật thể, mà cụ thể ở đây là mình sẽ tách cả người và cả tóc này sao cho nó đẹp ha, một cái tính năng có sẵn thôi. Rồi, ok, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, nhấn nút like, nút subscribe, nút đăng ký đó để cho mình đạt tới mục tiêu tiếp theo của mình là 500.000 sub ha. Rồi, ok, cái tính năng mình muốn nói tới, giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là tính năng Select and Mask. Và nếu như các bạn sử dụng phiên bản CC 2018 trở lên, nó sẽ có tên là Select and Mask. Còn nếu các bạn sử dụng phiên bản CC 2015 hoặc là 2015 trở xuống thì nó sẽ là Refine Edge, Refine Edge. Hoặc phiên bản mới mình đang sử dụng là CC 2019, nó sẽ tên là Select and Mask ha. Mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng phiên bản mới mới chút, từ 2019 trở lên thì nó sẽ ok nhất ha. Rồi, cách sử dụng ở đây thì mục đích của mình là mình sẽ nhân đôi, mình sẽ tạo một cái layer mới, và layer đó là mình sẽ tách nền người mẫu này ra ha, tách nền cô này ra để mình ví dụ các bạn muốn ghép vào một cái nền khác chả như vậy ha. Cụ thể ở đây là mình sẽ tách làm sao đó để chúng ta có thể lấy được cả tóc này luôn ha. Rồi, cách làm như sau: các bạn sẽ sử dụng công cụ Quick Selection Tool hoặc là công cụ Lasso Tool, kiểu thế nào cũng được, để các bạn có thể lấy người này trước, tổng hết cái phần người này ha. Mình sẽ sử dụng công cụ là Quick Selection Tool, mình chọn nhanh bằng cách click vào Select Subject thì tự động phiên bản Photoshop CC 2019 trở lên nó sẽ tự động nó chọn cái phần người cho mình ha. Và đây mình sẽ sử dụng công cụ là Lasso Tool đi, mình sẽ giữ phím Alt+Ctrl+S và mình bỏ bớt những khu vực mà mình muốn không lấy mẫu, không 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 muốn lấy, mình chỉ lấy khu vực này thôi. Đây, đây còn hơi hơi chút thì mình sẽ đó, mình giữ phím Alt+Ctrl+S mình bỏ bớt đi. Rồi, ví dụ phần nào, phần này đi ha, mình sử dụng công cụ là Lasso Tool hay Polygonal Lasso Tool cũng được, các bạn miễn sử dụng công cụ nào để các bạn quen tay là được ha. Tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng Pen Tool lúc đầu á, nếu như các bạn sử dụng công cụ Pen Tool á thì các bạn cũng sẽ phải quay trở lại những công cụ Selection này để chúng ta có thể lấy mẫu được, điều chỉnh được những cái vùng chọn ở phía trong ha. Tùy các bạn chọn cái nào phù hợp thôi. Như ở đây thì mình đang, với cá nhân mình thì mình quen việc sử dụng những cái tool như kiểu là Lasso Tool hay là Quick Selection Tool. Một phần là nó nhanh, với cả là mình cũng không cần yêu cầu gọi là quá cao tới cái mức gọi là ghép siêu thực hiểu thế. Tất nhiên là tùy anh em nhu cầu anh em như thế nào thôi nha. Đó, chọn thêm bằng cách giữ phím Shift để chúng ta click và chúng ta lấy thêm, còn bỏ bớt là giữ phím Alt+Ctrl+S để chúng ta bỏ bớt đi. Đó, ví dụ như đây thì mình giữ phím Alt+Ctrl+S và mình click nhẹ một vài cái thôi. Đó, kiểu click thế, click. Rồi chúng ta sẽ coi thử ở phía sau lưng để mẫu coi là còn khu vực nào mà chúng ta còn là thiếu hay không ha. Đây, phần này vẫn còn chọn thừa chọn thiếu này. Bỏ bớt vùng này đi. Nói chung các bạn sẽ phải lấy mẫu tạo vùng chọn ở khu vực người làm sao cho nó ok ha. Còn phần tóc thì các bạn sẽ sử dụng Refine Edge hoặc là Select and Mask. Cụ thể phiên bản mình đang sử dụng là Select and Mask. Đó, sau khi mình đã tạo vùng chọn xong cho vùng người rồi, các bạn sẽ sử dụng bất kỳ công cụ tạo vùng chọn nào, các bạn đều sẽ thấy là Select and Mask ở đây. Hoặc là các bạn vào trong menu Select và các bạn cũng sẽ thấy Select and Mask ở đây ha. Rồi click cái thì nó sẽ tạo ra một cái cửa sổ mới, gần giống như cửa sổ mới. Các bạn để ý giúp mình ở phía bên tay trái sẽ là những công cụ để các bạn có thể tạo vùng chọn, điều chỉnh cái vùng chọn của chúng ta. Bên tay phải thì nó sẽ là cái công cụ, nguyên một loạt những công cụ để chúng ta có thể điều chỉnh cái vùng biên ha. Rồi, ở phía bên tay phải, ở bên tay trái trước giúp mình ha. Mình sẽ sử dụng công cụ, đầu tiên là công cụ Refine Quick Selection. Đây chính là cái công cụ ở ngoài đó ha, click để chúng ta lấy cái mẫu. Ở đây thì mình đã tạo lấy vùng chọn mẫu sẵn rồi. Và các bạn có thể sử dụng công cụ là Refine Edge. Đây, cái brush này đây ha, Refine Edge Brush Tool, công cụ thứ hai, để các bạn sẽ bôi vào những khu vực viền ha. Cái cách thao tác là các bạn sẽ click làm sao cho cái tâm của cái brush nó nằm ở bên ngoài cái background ha, có nghĩa là cái tâm cái brush nó nằm ở cái background mà các bạn muốn xóa ha, và các bạn chỉ đơn giản là ta click ở phần viền đó đó, làm sao cho nó bôi vào những khu vực cho nó phù hợp. Ở đây cái brush hơi lớn, mình sẽ thu nhỏ cái brush lại chút xíu đó, kiểu này đó, và mình bôi vào khu vực gần cạnh cạnh gần cái biên mà chúng ta có cả tóc cả background đó ha. Và khi các bạn click và giữ như vậy rồi, các bạn có thể đưa chuột đi đó, đi ngay ở cái vùng biên,
Và các bạn đưa chuột vào đâu thì Photoshop nó tự nhận biết được là ở chỗ đó là background hay là tóc để nó xóa cái background đi ha. Đó, ví dụ như đây là phần phần này mình cảm thấy nó vẫn còn cấn vào trong quá nhiều này. Các bạn chỉ việc click và chúng ta đưa chuột vào trong thôi. Ha. Rồi, đó, đơn giản là mình thấy như vậy là ok. Đấy là cái pro thứ hai ha. Rồi, các bạn chuyển sang cái bên phía bên tay phải giúp mình. Chúng ta sẽ có cái view mode là chúng ta sẽ điều chỉnh chọn cái cách hiển thị ha. Thông thường các bạn cứ để overlay, phần mà chúng ta giữ là cái phần không có màu đỏ, còn cái phần có cái màu đỏ fill lên thì nó là cái phần mà chúng ta sẽ bỏ đi ha. Rồi, phần edge detection thì đây là một công cụ tự động thôi. Ví dụ các bạn muốn làm cho cái phần vùng chọn nó tự động nó được chọn nó cho nó thông minh hơn đó, các bạn có thể bật vô cái smart radius và các bạn có thể tăng cái radius lên một chút để cho tự động Photoshop nó điều chỉnh cái vùng biên sao cho nó phù hợp ha. Thường mình để khoảng cỡ một vài phần trăm, một vài pixel thôi. Rồi, global refinement thì nó sẽ điều chỉnh toàn bộ cái vùng biên ha, toàn bộ cái vùng biên. Cái smooth thì nó sẽ làm cho cái vùng biên của các bạn nó mượt hơn. Trường hợp các bạn sử dụng cái công cụ là lasso tool á, các bạn cảm thấy là ở khi mà mình tách á, khi các bạn tạo vùng chọn á và các bạn tạo vùng chọn xong thì nhìn nó hơi giống kiểu răng cưa á, ha, thì các bạn có thể tăng cái smooth lên để cho cái phần biên nó mượt ha, giống như các bạn xài cái pen tool vậy đó ha, nó mượt kiểu như thế, tăng cái smooth lên. Feeder thì nó sẽ làm cho cái vùng biên của các bạn nó hơi hơi mềm mềm ra, nó hơi có vùng chuyển, nó hơi mờ mờ ra ha. Các bạn có thể để, thông thường mình sẽ để nó khoảng cỡ 0 chấm mấy phần trăm thôi, không nhiều quá, 0 chấm mấy pixel thôi, thường mình để 0.2, 0.3 ha, kiểu như thế. Rồi, contrast thì nó sẽ là cái nó sẽ ngược lại với cái feeder ha, cái feeder nó làm mềm, còn contrast nó làm cho cái vùng biên của chúng ta nó có cái độ 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 contrast là độ tương phản nó tốt hơn, cái vùng cạnh nó sắc cạnh hơn ha, các bạn có thể tăng lên một vài phần trăm. Ví dụ thông thường mình để cỡ mấy chục phần trăm kiểu, vì thế mình để 20 đi. Rồi, shape edge thì các bạn sẽ muốn lấy thêm phần ở ngoài hay là muốn bỏ bớt đi phần ở trong. Ví dụ như là khi các bạn tạo vùng chọn xong, các bạn nhìn người và các bạn cứ cảm thấy cái vùng biên của nó còn hơi trắng trắng của cái background, hoặc là hơi có màu của background chẳng hạn như vậy, thì các bạn có thể trừ đi một vài phần trăm để nó bỏ bớt cái phần thừa ở ngoài đó đi ha. Thông thường mình để khoảng cỡ trừ vài phần trăm, trừ 5%, trừ 2% kiểu như vậy ha. Rồi, output setting các bạn có thể tích vô cái decontaminate colors để nó bỏ cái phần bị ém màu ở những cái vùng cạnh ha, những cái vùng cạnh đi. Đã bỏ bớt ém màu đi, các bạn để tăng lên một vài phần trăm là xong. Output tool thông thường mình sẽ để là new layer with layer mask, có nghĩa là nó sẽ tự động tạo một layer mới và nó tạo một layer mask để trắng đen á, cái phần đen là cái phần mà chúng ta bỏ đi, phần trắng là phần chúng ta giữ lại, đơn giản thế thôi. Và chúng ta click ok, các bạn có thể để tích vào cái remember setting để lần sau các bạn tạo xong nó tự động nó lưu những cái thông số này lại, các bạn không cần phải chỉnh lại, nó kiểu như một thói quen rồi đó ha. Và các bạn click ok. Đó thì chúng ta sẽ có kết quả như này. Bây giờ thì mình sẽ tạo một layer mới với cái fill là màu gì đó cho các bạn dễ nhìn đi. Đó, ví dụ màu đỏ đi, đó nhìn màu đỏ này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái vùng biên của chúng ta cũng đã khá ổn rồi ha. Các bạn có thể sử dụng cái select and mask xử lý lại một chút nữa sao cho nó phù hợp. Hiện tại thì mình cảm thấy cái nền như vậy cũng khá ổn ha. Thì các bạn có thể điều chỉnh làm sao đó cho nó tốt hơn. Ha, thì cách dùng đơn giản là như vậy. Chúc các bạn thành công và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần tới nữa. Hãy comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Ở phía dưới này mình có những cái video khác, hãy click vô để tham khảo nhiều video khác của mình nữa nha. Bye bye, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo.